Trước khi vào video, các bạn hãy để lại một like, một subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Hello, xin chào mọi người. Hôm nãy mình sẽ combo Electric V2 AC và Yu Zhu nhé. Combo là... Mình sẽ combo nha. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết nha. Đầu tiên các bạn về AI, rồi đóng băng tiếp. Chuyển qua Electric dùng chiều X, rồi ấn C. Sau đó dùng Zhou và kéo lên trời ngay lập tức dùng chiều X, rồi dùng Electric chiều Z. Nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha, đừng xem chùa đó.